Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay thì công ty cờ bịp lại ra một video mới để giới thiệu cho anh em cái đồ mới hiện nay dành riêng cho môn đánh sóc đĩa bịp. Tôi khẳng định luôn là cái đồ nhà tôi mới nhất rồi, độc quyền chỉ mình tôi có anh em nha. Thì đã rất nhiều anh em điện thoại và đã thắc mắc với tôi là tại sao anh em vào sòng và sới, anh em góp cả vị, anh em mang cả bát cả đĩa của anh em đến mà anh em vẫn bị thua. Thì để giải mã cho những cái câu hỏi đấy thì hôm nay đây tôi giới thiệu anh em bộ sản phẩm, đó chính là cái máy A9 tia laser soi quét mặt quân vị anh em nha. Anh em đi chơi, anh em chỉ cần mang cái máy này cho tôi thôi này. Anh em đứng thì để túi quần, ngồi để túi áo. Cự ly của nó thì từ 70 phân đến 1m2. Ai là cái, ai sóc cái cũng được anh em nha. Thì để không mất nhiều thời gian của anh em nữa, giờ tôi sẽ test thử trực tiếp luôn cái máy này để anh em biết được cái hiệu quả của nó anh em nha. Anh em lưu ý tôi này, bát đĩa là hoàn toàn là xanh chín, cả cả quân vị anh em nha. Nói có sách, mách có chứng, anh em mua hàng anh em cứ qua trực tiếp cửa hàng tôi. Đấy, anh em mang bát đĩa quân vị của anh em đi. Đây anh em nhìn rõ này, bát đĩa là hoàn toàn xanh chín luôn anh em nha. Cả nhiều anh em lại bảo ông này ông dàn dựng video. Đây anh em nhìn rõ này, bát này. Cần thiết tôi đọc trực tiếp luôn cho anh em nhìn luôn đấy, trong suốt luôn anh em nha. Thì giờ tôi sẽ test thử luôn này. Nhưng ở cái địa phương tôi là anh em hay chơi bằng cái quân bài này, còn những cái địa phương khác anh em chơi bằng như quân villa, quân thăng long, quân bài, quân tú hay là quân đóm hay là quân trắng chẳng hạn này. Đấy, anh em cứ địa phương chơi quân vị nào anh em có thể quét trực tiếp luôn. Đây tôi đã chuẩn bị sẵn hai cái bộ tú là tôi mua ngoài chợ để tôi test thử trực tiếp luôn cho anh em này. Giờ tôi sẽ thử luôn cho anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý cho tôi này, anh em quét là quét bài của mình, chơi là chơi của họ luôn anh em nha. Đấy, tôi lấy một quân bài bất kỳ, đây là cái quân bài mà tôi sẽ cắt thử trực tiếp luôn cho anh em. Đấy, còn đoạn tôi sẽ quét trực tiếp cái quân của họ anh em nha. Đấy, anh em lưu ý cho tôi này, gần Tết rồi anh em mua hàng anh em phải đến cái cơ sở uy tín để anh em mua hàng, tránh những cái trường hợp là anh em mua phải những cái hàng giả hàng nhái trên thị trường. Đấy, đây là bốn cái vị tôi đã cắt ra rồi, giờ tôi sẽ quét trực tiếp từ cái quân bài của họ anh em nhá. Này anh nhìn rõ này, đây đây là quân bài của sòng của sới này, tôi quét thử luôn anh em này. Đây có công tắc khởi động này, anh em đi chơi anh em khởi động cho tôi này và anh em quét này, anh em quét gãy lưng nha anh em nhá. Đấy, anh em quét trong vòng 3-5 giây là khi máy nó báo được nó nhận được rồi thì anh em có thể để vào trong túi quần túi áo của anh em luôn. Hôm nay làm clip đây thì tôi để trực tiếp lên cái bát này để anh em cùng cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó. Còn khi anh em đi chơi anh em để trên người anh em, rung chỉ có mình anh em biết anh em nhá. Nguyên lý hoạt động thì là rất đơn giản, lẻ thì rung một, chẵn thì rung hai. Đấy, anh em cứ đánh đúng nguyên lý là anh em chiến thắng anh em nhá. Đây tôi sẽ để ngày trắng đêm đen để tôi test thử luôn cho anh em. Tí nữa tôi sẽ để trên người tôi, chỉ có mình tôi biết anh em nha. Thử luôn cho anh em này, tứ tử trắng sắp này. Máy báo rung hai, rung hai thì chắc chắn là chẵn rồi anh em nha. Bán sạch mặt chắn này, ai đắt chắn của tôi chỉ có ra đề mở anh em nha. Mở này, anh em thấy không, rất chuẩn chỉ anh em nha. Chồng quân chồng vị, máy vẫn báo bình thường anh em nha. Tiếp này, máy vẫn báo rung hai em nhá, vẫn là chắc nhá, đánh tất tay rồi vào chắc này, đánh 500 triệu vào chắc này, mở này anh em à, chuẩn tuyệt đối luôn anh em nhá. Tứ tử hay là senko hay là sấp hai nó chỉ báo rung hai nhịp anh em nhá. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối cùng để tôi để trên người tôi này. Rồi bạc đi rồi, tôi không biết là ba trắng hay ba đen, bán sạch mặt lẻ anh em nhá, ai đắt lẻ của tôi chỉ có ra đi. Mở này, mở này anh em thấy không, rất chuẩn chỉ anh em ra. Thì đấy, qua một vài tiếng bạc tôi thử cho anh em ở cái dòng máy A9 này rồi, giờ tôi để trên người tôi, rung chỉ có mình tôi biết anh em ra. Tôi kể liệm thêm cho anh em tiếng bạc nữa này, đấy, tôi để trên người tôi luôn này. Máy báo rung hai, rung hai thì chắc chắn là chẵn rồi nha anh em ra, đánh tất tay rồi vào chẵn này, mở này anh em này, chuẩn tuyệt đối luôn anh em nha. Đấy anh em biết rồi, buôn thì có bạn mà bán thì có phường, anh em làm gì mua hàng ở đâu đến trực tiếp cửa hàng tôi, anh em mang bát đĩa quân vị anh em đến test thử ok thì lấy anh em nha, tránh những cái trường hợp là hàng giả hàng nhái để anh em tiền mất tật mang anh em nha. Tiếp này, kỷ niệm thêm cho anh em tiếng bạc cuối cùng này, bạc cầu rồi lại ra chẵn anh em nha, bán sạch mặt chẵn này, máy trên người tôi đang báo rung hai chỉ có mình tôi biết anh em nha. Mở này anh em này, rất chuẩn chỉ anh em nha. Đấy, với cái máy này rất nhỏ gọn này anh em thấy không, rất đơn giản và nhỏ gọn, anh em đi chơi anh em để trên người thôi. Nhà tôi thì có hai cơ sở chính, bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe miền Đông Sài Gòn, anh em nào gần đâu qua đó test hàng trực tiếp luôn anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.
mọi sòng sới lớn nhỏ anh em nhá. Thì trước khi đi chơi anh em chỉ cần biết ở sòng ở sới họ chơi quân tú, quân đó, quân thăng long hay là quân vina, thì anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi, và anh em sẽ chỉ cần mang theo cái thiết bị chất 10 này là anh em có thể chiến thắng tuyệt đối 100%. Thì sau đây tôi sẽ đi vào giới thiệu cũng như là test thử cũng như là hướng dẫn cho anh em cách chơi làm sao nó hiệu quả nhất, an toàn nhất anh em nhá. Thì tôi giả dụ này ở sòng ở sới họ chơi quân tú này, đây là quân bài tôi mua ngoài chợ anh em nhá. Quân bài thường không có cái gì luôn anh em nhé, mới đét tôi mua ngoài chợ này. Tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một lá anh em nhé, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một lá để tôi nhận diện này, và tôi sẽ lấy 4 lá để mỗi lá tôi cắt một vị cho nó xanh chín anh em nhé. Bốn lá này. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em này, trước khi đi chơi này anh em sẽ bật công tắc lên này, nó sẽ có 6 cái laser để cảm biến nhận diện cho anh em. Thì anh em sẽ đặt cái mặt lưng của nó lên từ 3 đến 5 giây, khi nào máy nó báo rung nhẹ cho anh em là máy đã nhận diện xong anh em nhá. Máy đã rung này anh em này, cảm biến đã nhận diện xong này. Tôi sẽ cắt 4 lá, mỗi lá một vị cho anh em này, mỗi lá một vị cho nó xanh chín luôn này anh em nhé. Thì nhà mình có 2 cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn, thì bạn nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng thử, còn bạn nào ở xa mình sẽ gửi cho các bạn ở tàu xe đã nhận hàng, các bạn kiểm tra hàng và thanh toán cho nhà xe nhé. Thì sau đây mình sẽ để cái thiết bị này trên cái bát để cho anh em cùng cảm nhận được cái độ hiệu quả của thiết bị này nhá. Thì nguyên lý hoạt động của nó là lẻ rung một đỏ và chẵn rung hai xanh anh em nhá. Sấp đôi tôi sóc này, máy sẽ báo từ 2 đến 3 giây máy sẽ báo rung cho anh em nhá. Máy báo rung một đỏ này, trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ này. Mở bát này, ba đen này, chồng quân chồng vị đều báo anh em nhá. Cứ từ 2 đến 3 giây là máy sẽ báo cho anh em. Máy báo rung hai xanh, trong bát trong đĩa chắc chắn là chẵn rồi. Tôi không biết là tứ tử hay là sấp đôi, tôi đánh thẳng vào mặt chẵn 200 triệu này. Mở bát này, sấp đôi này, rất là chuẩn anh em nhá. Anh em cứ đợi từ 2 đến 3 giây. Nói chung là tôi đã video này, tôi sẽ để cái bát cho anh em cảm nhận, còn khi anh em đúc trong người là tất cả các người ngồi xung quanh là không có thể phát hiện được anh em nhá. Vừa rồi máy báo rung hai xanh này, mở bát này, chẵn này anh em này, sấp đôi này, rất là chuẩn chỉnh này. Lại rung hai xanh, trong bát trong đĩa chắc chắn là chẵn này, tôi đánh 500 triệu vào chẵn này, mở bát này, tứ đen này. Thì sau đây tôi sẽ đúc cái thiết bị này vào trong túi quần để cho anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó, là những người xung quanh ngồi gần sẽ không phát hiện được ra anh em nhé. Máy báo rung một này, trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ này, mở bát này, ba đen này, chồng quân chồng vị đều báo anh em nhé. Máy báo rung hai, tôi đánh thẳng vào mặt chẵn này, mở bát này, sấp đôi này anh em này, tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng nữa anh em nhá. Máy báo rung một, trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ này, mở bát này, tôi đánh cả cái Hà Nội này, mở bát này, ba trắng này, chồng quân chồng vị này. Thì vừa rồi tôi đã đúc trong người để cho anh em cảm nhận được cái thiết bị chất 10 này nó rất là kín đáo và an toàn. Thì anh em nào mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình sẽ hỗ trợ tư vấn 24/24. Anh em nào đặt hàng nhận hàng thanh toán qua đường tàu xe, còn không thì qua trực tiếp cửa hàng test hàng, ok anh em thanh toán anh em nhé. Xin chào và cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã đến với công ty MK Casino.
chuyên cung cấp tất cả những cái thiết bị cờ bịp, sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu và bài lá mọi miền Tổ quốc, anh em ba miền Bắc Trung Nam. Cần tư vấn về mẫu đồ chơi, môn chơi nào có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số hotline chúng ta để trên góc màn hình. Thì hôm nay tôi giới thiệu đến cho các bạn đó chính là một cái sản phẩm mới về cái đồ chơi sóc đĩa bịp hiện tại nhất trong năm 2020 này, để phục vụ cho tất cả anh em đang đi chơi và muốn chiến thắng được ở cái môn chơi sóc đĩa bịp. Thì bây giờ thì anh em đi chơi, anh em chỉ cần duy nhất cho tôi chính là một cái ống cảm ứng R6 anh em đúc vào trong người, và một cái đầu mót khiển anh em bấm để máy nó sẽ đo nhịp rung và nó sẽ báo cho anh em. Còn tất cả những cái thiết bị như là quân xanh chín này, đĩa xanh chín này và bát xanh chín, và anh em chỉ cần một cái kỹ thuật nho nhỏ là anh em sẽ chiến thắng được người ta đối với ống cảm ứng R6 này. Thì bây giờ đầu tiên là tôi sẽ thử qua cho anh em về cách chơi, nguyên lý và bảng vị rung của ống R6 này, và tiếp đến là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em về cách đánh như thế nào khi mà anh em có cái ống cảm ứng R6 này ở trong tay, và cái độ chuẩn xác của nó sẽ như thế nào, cách chơi ra sao, thì anh em hãy đón xem và tiếp tục video sau. Còn video này tôi sẽ test hàng thực tế cho anh em và úp bát úp đĩa xanh chín hoàn toàn, và tôi sóc cho anh em này khoảng cách rất là xa, là trong vòng khoảng từ 70 đến 80 phân. Anh em bấm cái đầu khiển mút rung này, bảng vị rung tôi để trên clip nhá, 8 nhịp rung này, ba đen này, tôi mở bát này, ba đen nhá, vẫn là ba đen anh em nhá, tôi mở bát này, ba đen anh em nhá. Tiếp tục tôi lại bấm khẽ rung này, rung nhịp rung rất là dài và chỉ rung từ 1 đến 2 nhịp thì tôi khẳng định với anh em chính là tứ trắng, và tôi mở bát tứ trắng anh em nhé. Cái đồ đánh siêu chuẩn, không cần quân vị, không cần bát đĩa vẫn có thể chiến thắng được. Đấy, biết được trong bát không đĩa về mặt vị gì anh em nhé. Đấy, rung nhịp từ cuối nhẹ nhẹ cái là ba trắng này, tôi mở bát 4 nhịp rung này, ba trắng anh em nhé. Đây, và tiếp tục anh em đón xem clip tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi, và tôi sẽ giải thích vì sao anh em không cần nguồn một trong ba món đồ này và anh em vẫn có thể chiến thắng được. Anh em tiếp tục đón xem một clip tiếp sau. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với công ty của tôi. Như vừa rồi anh em có thể thấy được là tôi vừa test qua với cái mặt hàng đó chính là cái ống cảm ứng R6 đây, và tiếp tục đây là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách sử dụng của nó, và tôi sẽ giải thích vì sao là các bạn sẽ không cần sử dụng quân vị bát đĩa mà các bạn vẫn có thể chiến thắng được đối phương, máy vẫn có thể báo rung được quân vị như bình thường. Thì đối với cái mẫu sản phẩm này thì khi các bạn đi chơi thì bạn sẽ phải bao gồm bắt buộc là phải có một cái cặp bộ sản phẩm, đó chính là ống R6 này và một cái đầu mút khiển ống R6 để sử dụng trực tiếp bằng sạc pin. Khi mà anh em đi chơi thì anh em sẽ đeo ống vào trong người với khoảng cách là từ ống tới quân vị sẽ là 70 đến 80 phân. Đây nhá. Quân vị thì là quân vị tại của chủ sòng chủ sới, nhưng mà trước đây thì anh em chơi ống cảm ứng thì là anh em bắt buộc sẽ phải luồn quân vào chúng tôi, nhưng mà bây giờ thì nó rất là hiện đại với cái công nghệ cải tiến mới hơn thì anh em sẽ không phải luồn quân, và chúng tôi đã chế biến ra được đó chính là cái nhân dính cảm ứng. Đây anh em có thể thấy đây, đây đó chính là cái nhân dính cảm ứng này, màu trắng này anh em có thể nhìn thấy này. Khi mà em đi chơi anh em sẽ xoa nhẹ đầu lên cái đầu ngón tay và anh em sẽ bôi trực tiếp lên cái mặt quân vị. Đấy, ví dụ như anh em bôi vào mặt trắng thì anh em sẽ bôi 4 mặt trắng, còn ví dụ anh em chơi 4 mặt đã bôi vào mặt đen rồi thì anh em bắt buộc phải bôi 4 mặt đen đối với quân vị là khi anh em chơi nhân dính cảm ứng này. Đấy, và nhân này thì nó nhân sẽ hòa tan trực tiếp vào quân luôn anh em nhé. Khi mà anh em bôi lên quân này, đấy, lập tức nó sẽ hòa tan vào quân và không bao giờ nhìn ra được. Đấy, đây, và tôi đã thử trải nghiệm rất là nhiều lần qua nhiều
rất là quá trình và tôi đã cải tiến được với mẫu đồ mới nhất này để phục vụ cho anh em. Bởi vì khi bây giờ vào sòng vào sới là rất là khó để luồn đồ với trò chơi, ví dụ luồn quân vị người ta sẽ không cho anh em luồn vào, hoặc là bát đĩa thì nó quá phổ thông rồi. Và bây giờ thì hôm nay đây chính là mẫu đồ hot nhất hiện tại và tôi muốn giới thiệu đến cho anh em. Khi mà anh em đi chơi này, anh em sẽ chạm nhẹ vào này. Đấy, nhân dính này nó sẽ ở trên tay của anh em. Anh em ơi, nhìn thấy này. Và anh em bôi vào mặt quân, chấm vào mặt quân rồi anh em thả lấy ra. Tiếp theo này, mặt thứ hai này. Đấy, quân thứ hai này, anh em chấm vào này rồi anh em thả lấy ra. Thứ ba này. Đây, nhân dính này. Tôi chấm vào. Đấy, chấm vào cái đít quân. Nhân thứ tư này. Đấy, rất là dễ. Đấy, chỉ việc một tí kỹ thuật là anh em bôi được lên cái nhân. Và khi mà anh em bôi nhân thì nó sẽ hòa tan trực tiếp vào quân luôn. Bởi vì nhân của nó sẽ là nhân nhân dạng nhân hòa tan. Đây, anh em thấy này. Đấy, nhìn không bao giờ nhận ra được. Đây. Nó sẽ dính trực tiếp lên cái phần mặt của quân vị luôn anh em nhé. Đấy, và bây giờ tôi sẽ thử qua cho anh em. Đấy, và bài 3 tiếng và cách chơi. Đấy, khi mà anh em đi chơi trong một chơi này thì bác cái quân vị xanh chín này, đầu tiên là anh em sẽ úp vào. Đấy, khi mà quân đã hòa tan vào trong nhân dính đã hòa tan được trong quân rồi. Đấy, thì tôi úp bát vào và tôi thử cho anh em này. Tôi bấm rung xem nó có chuẩn không. Bảo vệ rung thì tôi sẽ để ở trên cái góc cái clip anh em nhé. Bảy nhịp rung thì tôi sẽ để xa một tí. Bởi vì cái mặt vịt sắp đô nó chỉ rung được từ khoảng 5 đến 6 nhịp. Bắt buộc là anh em đánh cảm ứng bất kể là quân hay là nhân thì anh em phải để đúng cái khoảng cách giữa ống tới quân là trong khoảng từ 70 đến 80 phân. Đấy, 5 nhịp chuẩn sắp đôi luôn anh em nhá. Tiếp theo này, tôi để sang mặt tứ trắng này, để tất cả các mặt vị cho anh em nghe cảm nhận được về cái nhịp mặt rung của nó. Tứ trắng sẽ rung từ 1 nhịp dài đến 2 nhịp. Ngay từ nhịp đầu tiên nó đã rung rất là dài, anh em nghe và cảm nhận nhé. Đó, 2 nhịp rung. Còn về mặt ba trắng này sẽ rung từ 3 đến 4 nhịp. Anh em nhá, thì mặt vị sắp đôi tôi vừa thử thì bây giờ tôi lập luôn trực tiếp sang mặt vị ba đen. Đấy, tôi nhập, tôi lập sang để tôi thử tất cả các mặt vị cho anh em thấy được. Bảy nhịp rung anh em nhá. Còn về mặt tứ đen thì rung rất là nhanh đến nhịp thứ 9, thứ 10. Anh em nghe này. Chín nhịp rung anh em nhé. Đối với khi mà anh em chơi nhân cảm ứng này, một cái bộ nhân của nó sẽ bao gồm là bốn mặt vị quân. Đấy, một bộ nhân sẽ bao gồm bốn nhân và anh em đấy, chấm lên bốn mặt vị quân. Chấm thứ nhất là một là chấm lên tứ đen, hai là anh em sẽ chấm lên tứ trắng. Đấy, để nhân nó sẽ hòa tan đều lên tất cả bốn vị và khi đó cái ống nó mới có thể đo được cái nhân của chúng ta. Đấy, chuẩn xác được về mặt vị gì để anh em đánh theo nó và chơi theo nó. Một bộ nhân thì em chỉ chơi được trong vòng một bộ quân trong khoảng là từ 7 tiếng đến 12 tiếng. Đấy, đối với một bộ